color fee. Đi rô rơ mới chiếc mũ rơm, nổi tiếng vang cái đại hết chính. Quay gặp ai ông cũng dám đớp, quyết định ngay ai làm thuyền phó chỉ bằng đúng một cái liếc nhìn. Ông cũng chẳng cần biết ngoài đó có cái gì làm hại tới mình. Đi ai cũng từng tiết lộ thân phận mình với râu trắng, nhưng ông nói rằng cậu không hề giống bản chất nào đó của hắn. Vì hai người họ đâm nhau, nhiều người liền không biết ai thắng, và sau đó là một cuộc chơi của hai phái đoàn ngay khi chập trán. Cả hai không bỏ chạy khi trận chiến nào xảy ra, vì đồng đội luôn ở đó, ai đủ sức làm gậy ta. Cả con thuyền như một gia đình mà không nghe ai có thể lật, thì tới đâu của đại hai trên và không một ai ông không thể bật. Dù đó là Rose hay là râu trắng, những người ngây thơ trong quên đi thường là người thắng. Trước khi mắt con nở nụ cười được ghi chép lại, kết thúc của ngày hôm nay góp phần tạo ra thế một thời đại. Người mệnh danh là vô hay tắc, có bố già cũng đánh ngang cơ, chia sẻ luôn tuyển viện đô đen để tìm kho báu mỗi người đang mơ. Còn một người nữa nếu vào cuộc chiến đánh tay ba thì càng rất lớn, chính là cáp ông nội Long Phi khi các hải tặc nghe đều phải ớn. Cuộc cua dài ở trên biển cả hàng vạn con thuyền đang nhằm hướng tới, mối đe dọa đang ngầm diễn ra nó lại nằm tại chính phủ thế giới. Bao nhiêu sự kiện xuất hiện liên tục, thế hệ đi sâu vùng lên rất nhanh. Roger râu trắng để lại di sản cho các thuyền viên ngày càng hung mạnh. Một người được làm mục tiêu, thế nào gọi là vô hải tặc? Người đàn ông mạnh nhất thế giới, trên thuyền toàn những người máu mạnh. Cười chung một người con trai bon jet đi ace liều mạng khét tiếng. Trên biên biển khơi để thành sân chơi cho lớp trẻ ngày càng thanh tiếng. Ngày được hết tiếng nói vặn vặt, biết chọn người để cùng đi xa. Bắt đầu từ một con thuyền nhỏ, đến khi kết thúc thuyền lớn đi ra. Râu trắng đây là ý chí mạnh mẽ nhất cho các người con. Râu ra để lại câu báu đứng ở ngoài kia không ai chấm nương.